Đời tư tai tiếng của ông trùm Hồng Kông vừa lên chức tổng giám đốc đài TVB. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông trùm điện ảnh Tăng Chí Vĩ được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc đài TVB sau chưa đầy một năm giữ chức phó tổng giám đốc và cố vấn đặc biệt cho Ủy ban Hành chính của đài TVB. Tăng Chí Vĩ được thăng chức, chịu trách nhiệm quản lý nhân sự, nội dung và điều hành hoạt động sản xuất. Hồi tháng 1, Tăng Chí Vĩ trở lại TVB để giám sát việc sản xuất các chương trình truyền hình, đào tạo nghệ sĩ trẻ theo lời mời của Chủ tịch Hứa Đào. Sự trở lại của Tăng Chí Vĩ đã mang lại làn gió mới cho TVB. Ông đã định hướng thay đổi bộ mặt của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, nói không với đãi ngộ, tập trung đề cao giá trị trí tuệ và sắc đẹp của các nhân tố mới. Ngoài ra, Tăng Chí Vĩ có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nên từ lúc về TVB đã mời không ít ngôi sao danh tiếng như Trương Ngọc Hữu, Viên Vịnh Nghi, hợp tác. Tuy nhiên, việc Tăng Chí Vĩ được bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc đài TVB hiện đang gây nhiều tranh cãi, lý do bởi ông từng vướng nhiều tai tiếng về đời tư. Sinh năm 1953, Tăng Chí Vĩ được biết đến với vai trò diễn viên, MC, nhà sản xuất của nhiều chương trình giải trí ở Hồng Kông. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Chí Vĩ được mệnh danh là ông trùm điện ảnh, được nhiều người kính nể. Ông là một trong những người sáng lập Hiệp hội Diễn viên Hồng Kông, bao trùm toàn bộ giới giải trí xứ Cảng Thơm. Ngoài ra, Tăng Chí Vĩ còn đảm đương vị trí Ủy viên Thị chính Quảng Châu, Chủ tịch Ngân sách Liên hợp Thế Mậu, Phó Chủ tịch Hội đồng Kim Tượng Hồng Kông, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Ngôi sao gạo cội còn được cho là có quan hệ với xã hội đen. Vị trí và tầm ảnh hưởng của Tăng Chí Vĩ xếp ngang hàng với Thành Long, Hồng Kim Bảo là người có tiếng nói trong giới giải trí, nhưng Tăng Chí Vĩ vướng vào ồn ào cưỡng bức ngọc nữ Lam Khiết Anh. Cùng với đó, liên tiếp những cáo buộc về quấy rối tình dục cùng thói trăng hoa, ăn chơi trác táng của Tăng Chí Vĩ cũng bị phơi bày trên mặt báo, khiến hình ảnh và sự nghiệp của ông trùm xứ Cảng Thơm bị tổn hại nặng nề. Trước làn sóng chỉ trích của dư luận, Tăng Chí Vĩ tổ chức họp báo và xuất hiện chóng vánh, không để các phóng viên có cơ hội đặt câu hỏi. Ông khẳng định những tin tức về việc cưỡng hiếp Lam Khiết Anh và một vài cáo buộc xâm hại tình dục khác mà truyền thông đưa tin là hoàn toàn sai sự thật. Không những thế, Tăng Chí Vĩ còn nhiều lần bị tố vì sở thích sàm sỡ đồng nghiệp nữ. Dù đã trải qua nhiều cuộc hôn nhân, song Tăng Chí Vĩ vẫn mê mẩn nhiều cô gái trẻ. Ông từng bị chỉ trích khi nhìn chằm chằm vào một nghệ sĩ đàn em, cố tình tìm cách sàm sỡ ngay trước ống kính. Con gái Tăng Chí Vĩ cũng thừa nhận cha là người có sở thích quái đản, thích khỏa thân và trêu đùa các cô gái đẹp. Bên cạnh đó, Tăng Chí Vĩ còn bị khui việc xâm hại tình dục bạn diễn nữ là Dư Thiến Văn trước ống kính. Theo trang Event, thời điểm quay phim có phân cảnh cưỡng bức một phụ nữ, song ekip không ngờ Tăng Chí Vĩ lại dám giở trò đồi bại ngay trước ống kính. Dư Thiến Văn lúc đấy khóc lớn, van nài, nhưng đoàn phim chỉ nghĩ nữ diễn viên đang diễn, cho đến khi ống kính quay cận cảnh, tất cả mọi người mới sững sờ, choáng váng và chạy đến giúp cô. Khi bị hỏi về sự việc này, Tăng Chí Vĩ thản nhiên cho biết, tôi chỉ muốn cảnh quay đạt hiệu quả cao. Trước đó, tôi cũng bàn bạc với Dư Thiếu Văn, nhưng không hiểu sao đến lúc quay cô ấy lại la hét.